Ayo, xin chào tất cả mọi người và chào mừng mọi người đã đến với buổi livestream đặc biệt ngày hôm nay trên fanpage của Samsung Việt Nam. Và mình là Duy Thẩm, rất là vui và rất là vinh hạnh khi lại một lần nữa được đồng hành cùng mọi người trên sóng livestream và chia sẻ về những cái sản phẩm cực kỳ đặc biệt trong hệ sinh thái của Samsung Galaxy, như là chiếc Tab S7 FE này, Galaxy Buds này, đây mình đang đeo này, rất là đẹp đúng không? Và chiếc Galaxy Watch 4 mình cực kỳ thích trong suốt khoảng thời gian gần đây. Và không biết là mọi người đã vào xem livestream đông chưa? Âm thanh các thứ nghe mình nói có vấn đề gì không? Mọi người đã ăn tối chưa? Đã sẵn sàng cho buổi chia sẻ ngày hôm nay chưa? Có thể comment ở phía bên dưới. Rồi, mình thấy là mọi người cũng đã bắt đầu bình luận cũng rất là xôm rồi. À, mọi người cũng đừng quên là trong buổi livestream ngày hôm nay chúng ta sẽ có một cái mini game nho nhỏ, nhưng phần quà thì nó lại to to. Đó, một cơ hội để mọi người có thể sở hữu được một sản phẩm trong hệ sinh thái của Galaxy. Thế nên là mọi người đừng quên hãy theo dõi đến hết livestream ngày hôm nay. Rồi, mình thấy là mọi người cũng đã vào xem khá là đông rồi. Có lẽ là chúng ta sẽ nhá hàng một chút nhờ. Chủ đề của buổi livestream ngày hôm nay sẽ là review có bộ chốt sổ mục tiêu làm siêu yêu mình. Đó, không biết là mọi người nghe xong cái topic của buổi livestream, mọi người có cảm thấy có cái gì đấy nó rất là thỏa mãn không? Đó, làm hết mình, chơi hết sức, work hard, play hard, thì nó chính là cái kim chỉ nam trong cuộc sống hàng ngày của mình. Và mình nghĩ là cũng là mục tiêu của rất nhiều các bạn đang xem livestream, vì chúng ta đều là những người trẻ đúng không? Và còn tuyệt vời hơn nữa khi ngày hôm nay thì ban tổ chức đã sắp xếp cho mình một vị khách mời có thể nói là đáp ứng hoàn hảo luôn, miêu tả chính xác cái cụm từ là work hard, play hard. Đó, mọi người đã sẵn sàng để gặp khách mời của chúng ta ngày hôm nay chưa? Xin trân trọng giới thiệu á quân của cuộc thi The Play 2017, diễn viên người mẫu Đồng Ánh Quỳnh. Rồi, xin chào Đồng Ánh Quỳnh, xin mời Đồng Ánh Quỳnh hiện lên trên sóng livestream của mọi người ạ. Hello, xin chào tất cả mọi người, mình là Đồng Ánh Quỳnh và ngày hôm nay thì Quỳnh cảm thấy rất là vui khi mà được có mặt ở đây cùng với anh Duy và hệ sinh thái Galaxy để mà đồng hành cùng với mọi người ở trong cái livestream, lập độ livestream với chủ đề là review có bộ chốt sổ mục tiêu làm siêu yêu mình. Và thật sự thì khi mà nghe anh Duy giới thiệu về mình như thế thì mình cũng có một chút lo lắng, bởi vì là mình rất là sợ là những trải nghiệm của mình và những kiến thức của mình thì chưa đủ để mà có thể giải quyết được tất cả những cái vấn đề của mọi người. Và vì thế cho nên là ngày hôm nay thì Quỳnh mong rằng là Quỳnh ở đây với tư cách là một người bạn để mà chúng mình có thể cùng đưa ra những cái vấn đề cùng với nhau và cùng nhau giải quyết những cái vấn đề đó. Thật sự thì Quỳnh cảm thấy rằng là Quỳnh rất là mong những cái chia sẻ và trải nghiệm của Quỳnh ngày hôm nay thì có thể là một phần nào đó giúp được mọi người có thể giải quyết được những cái công việc tồn đọng này, hoặc là có thể phần nào giúp mọi người xử lý những cái công việc và tận hưởng những cái công việc của mình nhiều hơn. Duy ạ, thật sự là Quỳnh đã xem rất là nhiều những cái livestream của Duy và Quỳnh cảm thấy là mình thật sự hơi bị bất ngờ với cái năng lượng mà Duy mang lại. Vì thế cho nên là ngày hôm nay thì thật mà, tại vì Quỳnh đã xem rất là nhiều livestream của Duy rồi. Vì thế cho nên là ngày hôm nay đối diện với một người mà có vẻ là kiến thức đầy mình như Duy thì mình cảm thấy là vừa háo hức mà có một chút lo lắng nữa. Cho nên là mong là nếu như mà Quỳnh có sai sót gì đó thì mong là Duy cùng với tất cả mọi người có thể bỏ qua cho Quỳnh nhá. Đấy, mọi người thấy chưa? Chưa gì mà livestream của chúng ta đã tràn đầy rất nhiều năng lượng đúng không? Từ một vị khách mời rất là cá tính này, rất là phóng khoáng và có một cái phong cách có thể nói là rất là riêng. Thì mình cũng rất là mong là ngày hôm nay mình và Quỳnh sẽ có thể cùng nhau chia sẻ những cái tip sử dụng ở vị trí là những người đã sử dụng các sản phẩm của Samsung Galaxy từ rất là lâu rồi, để có thể hỗ trợ được mọi người trong quá trình xử lý công việc hàng ngày. Ngày hôm nay là mình và tất cả các bạn đang xem livestream đang rất là mong chờ những cái tip hữu ích từ phía bên Quỳnh, đó một cái chìa khóa để giúp chúng ta có thể giải quyết được cái mớ bòng bong mà chúng ta đang phải đương đầu đúng không? Sắp xếp công việc làm sao cho nó hợp lý. Thì Quỳnh có thể chia sẻ một chút thêm nữa không nhỉ? Những cái tip mà Quỳnh đang sử dụng để mà có thể giúp ích cho công việc hàng ngày. Ok thôi, tại vì Quỳnh ngày hôm nay Quỳnh ở đây thì cái mục đích chính của Quỳnh là để chia sẻ với cả tất cả mọi người mà. Thì cái công việc đầu tiên mà chúng ta khi mà bắt đầu quay lại cái nguồn công việc đều đặn ấy, thì đó chính là mình phải sắp xếp cái công việc sao cho thật hợp lý. Thì trước đây Quỳnh có một cái thói quen, đó là mình phải sử dụng những cái cuốn sổ để mình nốt vào. Nhưng mà tại vì lúc đấy những cái lúc mà mình dùng sổ mình nốt vào ấy, thì lúc ngày xưa thì mình có nghe mọi người nói là như vậy thì nó sẽ khiến cho mình nhớ lâu hơn. Nhưng mà không phải là lúc nào mình cũng phải mang theo một quyển sổ mà chỉ với cái chức năng đó là take note thôi. Cho nên là Quỳnh đã sử dụng một công cụ khác. Và khi mà Quỳnh sử dụng cái công cụ đó thì Quỳnh cảm thấy là cái trải nghiệm chân thực cũng không kém như là mình viết sổ. Và thậm chí nó còn mang lại cho mình những cái tác vụ mà gọi là cao cấp hơn rất là nhiều nữa. Thì ok, nhân đây thì mình cũng sẽ giới thiệu với mọi người luôn, đó chính là chiếc Samsung Galaxy Tab S7 FE ngay đây.
Ôi thật sự ấy là từ cái lúc mà mình sở hữu em này thì nó phải gọi là một cái trợ thủ rất là đắc lực đối với mình luôn. Thì như mọi người có thể thấy đây, đây là một chiếc tab mà mình đang sở hữu với màu xanh. Và mình thì mình thấy là em nó có một cái ngoại hình khá là bắt mắt và thiết kế thì cũng rất là mỏng nhẹ nữa. Và đây là một trong số những cái ưu điểm mà Quỳnh cảm thấy là Quỳnh cực kỳ ưng ở cái em này, bởi vì khi mà mình mới chỉ nhìn thấy em nó thôi thì gần như là mình đã bị hút hồn rồi. Và so sánh với việc là mình chỉ có sử dụng một quyển sổ để mà với một cái chức năng nốt thôi, thì đương nhiên là chiếc Tab S7FE thì nó sẽ cơ động hơn rất là nhiều và nó cũng tiện lợi hơn rất là nhiều nữa. Thì chưa kể là cái thiết bị này nó có thể giúp mình xử lý cực kỳ nhiều tác vụ. Nhưng mà có một điều ấy mà mình thực sự muốn khẳng định với mọi người, đó chính là work smarter not harder thì nó mới hiệu quả. Bởi vì là nếu như mà, nhất là đối với một người như Quỳnh nữa, mà làm việc mà có quá là nhiều những cái công cụ kiểu dạng như lặt vặt linh tinh này, này kia, nói chung là nó cồng kềnh một chút xíu ấy, thì thật sự là mình cảm thấy là có lẽ là mình sẽ hơi nản đấy. Cái lý do đầu tiên để mà mình thay thế cái cách làm việc cũ, đó chính là khả năng take note vô cùng linh hoạt của em Samsung Galaxy Tab S7FE này. Thì mình cảm thấy là hàng tá những cái công việc mà mình không, nếu như mà mình không ghi ra ấy, thì mình cũng không biết được là mình sẽ bắt đầu từ đâu và mình sẽ bắt đầu như thế nào nữa. Và mình cảm tưởng là mình có thể bỏ tất cả những cái lịch trình này, lịch đi quay này, lịch đi chụp hình của mình này, hay là tất cả những cái công việc của mình vào chiếc Galaxy Tab S7FE này. Và bởi vì cái trải nghiệm của Quỳnh thì cái bộ nhớ của nó thì thực sự là quá là khủng. Thật sự để mà nói là từ ngày mà mình trải nghiệm em nó thì mình cực kỳ phải gọi là hơi một chút xíu bị phụ thuộc nhá, thì cũng xin lỗi một chút xíu. Và vì cái trải nghiệm này thì và đối với Quỳnh ấy, thì cái trải nghiệm mà mình đọc nốt ở trên chiếc tab này ấy, thì nó cũng rất là tuyệt vời nữa, bởi vì là cái màn hình của nó thì lên tới là 12.4 inch, nhưng mà nó lại cực kỳ mỏng nhẹ và có thể đem đi theo mọi lúc mọi nơi. Rất là trùng hợp là hiện nay thì mình cũng đang sử dụng Galaxy Tab S7FE để mà xử lý những cái công việc hàng ngày. Và với cái cương vị là của một reviewer công nghệ này, của một người chuyên dành về những cái món đồ công nghệ, thì mình cũng muốn chia sẻ với Quỳnh và các bạn đang xem livestream một chút những cái thông số rất là nhanh của chiếc Tab S7FE. Thì phía bên trong Tab S7FE chúng ta có sức mạnh từ con chip là Snapdragon 750G với tận 8 nhân xử lý. Đó, đây là một cấu hình có thể nói là rất tốt để chúng ta giải quyết được tất cả những công việc hàng ngày, từ những công việc nhẹ nhàng như là giải trí, xem phim, lướt web, cho đến những công việc mà đòi hỏi tác vụ đa nhiệm liên tục như là chia đôi màn hình này, một nửa chúng ta video call, một nửa chúng ta take note, một nửa chúng ta xem video, một nửa chúng ta lướt web, hay làm bất cứ cái gì thì đều không phải lo bị giật lag ở trên chiếc Tab S7FE này. Đây là một trong những cái điều mà mình cực kỳ thích, bởi vì nó là như Quỳnh có chia sẻ, đây là một cái vật dụng để giúp chúng ta giải quyết công việc hàng ngày, đúng không? Thì những cái tốc độ, những cái sức mạnh phần cứng thì nó phải đáp ứng đủ. Mà còn chưa kể nha, cấu hình mạnh là một điều, nhưng chiếc Tab S7FE còn viên pin rất là khủng. Trong một cái thân hình như thế này, chúng ta có viên pin tận 10.090 mAh. Pin đã khủng này, cấu hình đã mạnh này, mà còn đi kèm với sạc nhanh tận 45W nữa. Thế là chúng ta sẽ hoàn toàn không lo lắng là bị hết pin này, hay là cấu hình giật lag này, hay là có bất cứ vấn đề gì liên quan khi mà chúng ta trực tiếp sử dụng hàng ngày. Và cũng như ban nãy Quỳnh có chia sẻ với mọi người ấy, là Quỳnh rất thích thiết kế của chiếc Tab S7FE. Thì điều này cũng rất là dễ hiểu thôi, vì mọi người thấy này, đó, đây là một thiết kế nguyên khối kim loại nhưng mà lại cực kỳ mỏng nhẹ. Mình cầm trên tay thì khối lượng nó đâu đấy chỉ có khoảng 608g thôi. Thì đây là một cái thiết kế nó vừa mỏng nhẹ này, vừa nhẹ nhàng, rất là phù hợp cho cả các bạn nam cũng như các bạn nữ cá tính. Chúng ta có thể đem đi làm việc khắp mọi nơi nhá, làm việc ở nhà hay là cất vào trong túi, đi gặp đối tác, đi quán cà phê đều cực kỳ nhẹ nhàng. Thì đó là một trong những cái điểm mà mình thấy cực kỳ nổi bật trên chiếc Tab S7FE. Ngoài ra nhá, với Quỳnh không biết, vừa là một diễn viên này, vừa là một người mẫu có một cái gu thời trang rất là cá tính, thì không biết là Quỳnh có bị ấn tượng bởi cái tone màu pastel min thời thượng và màu black phong cách hay không, khi mà chỉ cần cầm chiếc Tab S7FE trên tay thôi là sẽ cảm thấy có cái gì đấy nó rất là định mắt, nó rất là nổi bật, đúng không? Ừ, thật sự là khi mà Quỳnh sở hữu em nó ấy, thì một phần là bởi vì Quỳnh cực kỳ ấn tượng, bởi vì lần này Samsung đã đánh rất là mạnh vào mảng thời trang. Và Quỳnh thấy là không chỉ là chiếc Tab S7FE này đâu, mà là tất cả những cái món đồ công nghệ của Samsung trong hệ sinh thái Galaxy lần này thì đều đánh mạnh vào mảng thời trang, và tất cả đều giống như là một món phụ kiện của mình vậy.
Và khi mà mình mang ra đường thì mình cảm thấy vô cùng là thời thượng, vô cùng là tự tin. À, và mình cũng muốn giới thiệu với mọi người một cái món trợ thủ phải gọi là rất là đắc lực đi cùng với bộ đôi chiếc tab SPF E này, đó chính là chiếc S Pen mà mình đang cầm ở trên tay đây. Và nếu như mà không có cái chiếc S Pen này ấy, thì mình cảm thấy như là cái hiệu quả công việc của mình nó sẽ bị giảm đi một nửa. Và chiếc S Pen này đối với mình nó giống như là một cái cây bút thần kỳ vậy, tại vì nó có thể làm được rất là nhiều thứ. Trải nghiệm vẽ khi mà mình sử dụng em nó ở trên chiếc tab SPF E này thì cũng vô cùng là chân thực. Và mọi người biết là vì sao mà mình nói là đây là một bộ đôi không? Tại vì này, khi mà mình sở hữu em nó ấy, cùng với chiếc tab SPF E này ấy, thì chiếc S Pen này được gắn ở trên thân máy và mình có thể mang đi bất kỳ nơi đâu mà mình không cần phải mang theo bất một cái thiết bị sạc nào hết. Đây, như mọi người có thể thấy, mình có thể cắm cho mọi người xem. Đó, như thế này, và mình có thể thuận tiện mang đi bất kỳ đâu. Và một cái điều nữa mà mình cảm thấy là S Pen giúp mình rất là nhiều trong cái việc sắp xếp công việc, đó chính là cái sắp xếp ghi chú khoa học hơn bằng tiêu đề hashtag. Và khi mà mình sử dụng cái công nghệ như vậy thì từ đấy mình cảm thấy rằng là tất cả cái lịch trình của mình này, lịch diễn hay là tất cả những thể loại công việc của mình khi mà được phân công theo hashtag thì đều rất là dễ dàng tìm kiếm và không tốn nhiều thời gian của mình. Và mình cứ xong việc là mình sẽ cuốn gói vào hết luôn. Đó, thế đến giờ thì mọi người nghe Quỳnh đã chia sẻ về bút S Pen, có thể nói là một cái món đặc sản trên các sản phẩm Samsung Galaxy mà mình không thấy có hãng nào đưa ra được một cái trải nghiệm nó tương tự như vậy, một trải nghiệm thực sự phải nói là rất là đã. Không biết là Quỳnh nãy giờ đã chia sẻ nhiều về S Pen thì có biết đến cái tính năng là chuyển chữ viết tay thành văn bản tức thì hay không? Đây là một tính năng cực kỳ phù hợp đối với những ai mà liên tục cần phải ghi chú này, hay liên tục có những cái ý tưởng mới thì chúng ta có thể lập tức ghi chú vào bên trong chiếc tab SPF E và chỉ mới một nút bấm thôi là có thể biến cái chữ viết tay trở thành luôn văn bản, rất là nhanh, rất là tiện và cực kỳ thông minh. Ví dụ ở đây thì mình sẽ trải nghiệm luôn để cho mọi người đang xem livestream có thể thấy này. Mình sẽ viết cái tiêu đề của buổi ngày hôm nay nha. Mình viết chữ work hard này, play hard này, work hard, play hard này. Thì chỉ với một cái nút bấm, mình bấm vào chữ chuyển văn bản ở đây thì ngay lập tức là mặc dù chữ mình rất xấu, mọi người thấy chữ mình rất xấu, nhưng mà phần mềm của Samsung vẫn có thể nhận diện được đúng chuẩn chữ work hard, play hard. Và một điểm nữa mà mình nhận thấy là Samsung đang làm điều này cực kỳ tốt, đấy là có thể nhận diện được cả chữ viết tiếng Việt. Mọi người không nghe nhầm đâu nha, cả chữ viết tiếng Việt luôn. Mọi người viết bất cứ một ký tự tiếng Việt nào thì hoàn toàn có thể chuyển thành dạng văn bản. Rất là phù hợp đối với những ai mà thường xuyên phải làm việc. Ví dụ như mình với Quỳnh đi, là hay phải lên kịch bản, lên ý tưởng để gửi cho đối tác, cho đồng nghiệp ấy. Thì chúng ta cứ đơn giản là viết như thế này, vì mọi người đều biết rồi. Ban nãy Quỳnh có chia sẻ đấy, cái trải nghiệm chúng ta viết vẽ thì nó sẽ đem đến một cái sự tập trung và một sự sáng tạo hơn rất là nhiều so với việc chúng ta gõ hay là bấm bàn phím cảm ứng truyền thống ấy. Thì đây là một trong những cái mà mình nghĩ là Samsung đang làm rất tốt để hỗ trợ cho chúng ta giải quyết công việc hàng ngày. Ngoài ra thì còn một tính năng nữa mà mình cũng muốn giới thiệu cho Quỳnh và các bạn đang xem livestream, đặc biệt là những ai là content creator giống kiểu như mình ấy, thì Samsung đã trang bị một cái tính năng có thể nói là rất tuyệt vời trên chiếc Galaxy Tab S7 FE. Đấy là tính năng chia sẻ nhanh Galaxy Tab S7 FE giao thoa liền mạch với hệ sinh thái Galaxy của bạn. Ví dụ nhá, mình đang có một cái hình ở trong chiếc Galaxy Fold của mình. Mình hoàn toàn có thể chuyển qua chuyển lại với chiếc Tab S7 FE chỉ với một chạm mà thôi. Cực kỳ tiện khi mà chúng ta muốn truyền dữ liệu, truyền hình ảnh hay là truyền bất cứ một cái gì để mà có thể chỉnh sửa và edit bằng chiếc bút S Pen, thì nó sẽ là một cái combo làm việc, nó sẽ làm cái vòng tròn khép kín trong hệ sinh thái của Samsung, là một trong những cái điều mà mình rất rất là thích, đặc biệt đối với những ai các bạn khán giả đang xem livestream mà dùng nhiều sản phẩm Samsung ấy, thì đây sẽ là một trong những cái có thể nói là món quà mà Samsung đã trang bị cho chúng ta khi mà chúng ta sử dụng nhiều sản phẩm trong hệ sinh thái. Từ nãy giờ thì chúng ta đã cùng nhau nói về cái phần sắp xếp công việc này, về phần nhìn nhiều rồi đúng không? Thì có lẽ chúng ta sẽ chuyển qua một chút về phần nghe nhỉ? Mình chắc chắn là rất nhiều các bạn khán giả đang xem livestream đang rất là thắc mắc về cái tai nghe cực kỳ thời trang mà mình với Quỳnh đang đeo ở đây đúng không? Không biết là Quỳnh có biết đến chiếc Galaxy Buds 2 này không nhỉ? Quỳnh thật sự mà nói là không chỉ là biết đâu mà Quỳnh thậm chí là Quỳnh đã sở hữu em nó luôn rồi. Bởi vì là, mà mọi người có biết không, là mình đã sở hữu em nó ngay từ cái thời điểm mà em nó mới ra mắt lần nữa.
để cho mình kể cho mọi người nghe một cái câu chuyện của chính bản thân mình nhá. Đó chính là có một ngày thì mình đang họp cùng với cả team của mình để bàn về những cái kịch bản cho những cái cảnh quay sắp tới. Thì xui một cái là ngày hôm đó những cái nhà ngày hôm đó một nhà nào đó ở xung quanh mình thì có khoan và có đục tường hay là một cái gì đó, và những cái tiếng ồn đó thì thật sự là gây ảnh hưởng rất là nhiều tới cuộc họp của mình và mọi người, thì mọi người không thể nghe thấy mình nói gì hết và mình thì cũng không thể nghe thấy mọi người đang trao đổi về cái công việc gì. Nhưng mà may quá đó chính là nhờ em bất hai có chống ồn, cho nên là khi mà mình đeo em nó vào thì gần như là không còn những cái tạp âm nữa và chỉ còn những cái tiếng ồn chán thôi. Thì mình cảm thấy rằng là cái cuộc họp của mình ấy thật sự là ngày hôm đó vô cùng là may mắn khi mà có em bớt hai này, và cái cuộc họp ngày hôm đó thì diễn ra vô cùng là trôi chảy và không bị gián đoạn. Và Quỳnh nghĩ rằng là không chỉ có Quỳnh đâu mà Quỳnh nghĩ rằng là cũng khá là nhiều bạn sẽ gặp những cái tình cảnh giống như Quỳnh và cũng sẽ có một cái thói quen là mình chỉ có thể tập trung được cao độ nhất khi mà mình không có những cái tạp âm đi ở bên ngoài, cũng như là mình không bị ảnh hưởng bất kỳ một cái tác động gì ở bên ngoài, đúng không? Và Quỳnh thấy là khi mà mình đeo cái chiếc bất hai này lên ấy thì gần giống như là mình đang bước vào một cái không gian hoàn toàn khác. Rất là chính xác. Đối với cá nhân mình ấy, thì mỗi khi mà mình lựa chọn một chiếc tai nghe không dây thì hai cái yếu tố quyết định đấy, thứ nhất là phải có chống ồn thật là tốt, và cái thứ hai là phải có thêm một cái chế độ xuyên âm để giúp chúng ta có thể có được một cái trải nghiệm vừa nghe mà vừa gọi mà vừa trao giao tiếp với những người xung quanh là tốt nhất có thể. Thì chiếc Galaxy Buds 2 này có thể nói là sở hữu toàn bộ những cái yếu tố mà cá nhân mình cần và mình nghĩ là mọi người đang xem livestream cũng cần ở một cái tai nghe không dây, là chúng ta sẽ có công nghệ chống ồn chủ động ANC thông minh, có thể lọc tới tận 98% những cái tiếng ồn xung quanh. Thì đây sẽ là một trong những cái trải nghiệm rất là tuyệt vời khi mọi người đeo tai nghe lên thôi, thì đúng như Quỳnh chia sẻ là cảm giác như đi vào một không gian khác vậy. Chúng ta sẽ không nghe thấy những cái âm thanh, những cái tạp âm, mà có thể 100% tập trung vào công việc. Và ngoài ra thì chúng ta hoàn toàn có thể điều chỉnh cái âm lượng phù hợp cho cuộc họp với hai chế độ là chống ồn và âm thanh xung quanh. Với cái tính năng này thì đối với mình ấy, thì nó sẽ rất là thông minh khi mà chúng ta làm việc trong những môi trường khác nhau hay có những cái trường hợp mà chúng ta đang đeo tai nghe mà chúng ta muốn trò chuyện, thì Galaxy Buds 2 sẽ rất là thông minh với những cái chế độ như thế này thì đáp ứng cực kỳ hoàn hảo. Không biết là Quỳnh có đã thử cái tính năng gọi là chuyển đổi thông minh chưa? Khi hoàn toàn chúng ta đeo Buds 2 thì sẽ có thể mang setup cực kỳ xịn. Ví dụ nhá, khi mà chúng ta đang đeo tai nghe này mà không có cầm điện thoại trên tay mà có cuộc gọi đến thì chỉ đơn giản là tap tap thôi là đã có thể nhận diện được cuộc gọi và để trò chuyện rồi. Thì đây là một trong những cái điều mà mình thấy là Buds 2 đang cải thiện rất nhiều so với những cái đối thủ trên thị trường, và có thể nó đem đến cho các bạn không chỉ một chất lượng âm thanh tốt mà có cả những tính năng cực kỳ thông minh. Còn hơn thế nữa này, ví dụ như khi mà mình đang kết nối chiếc Buds 2 của mình với cái máy tính bảng với chiếc Galaxy Tab F2 ở đây, thì mình hoàn toàn có thể nhận được cuộc gọi ở trên điện thoại mà không cần phải làm bất cứ một cái điều gì lằng nhằng. Thì tất cả những cái điều này là chiếc Buds 2 đã hỗ trợ cho chúng ta, multitask cực kỳ xịn. Như ban nãy mình có nói ấy, nó là một cái sự gọi là giao thoa liền mạch trong cái hệ sinh thái của Samsung Galaxy. Duy ơi, hình như là Quỳnh vừa mới nhận được một thông báo từ ban tổ chức là hiện tại đang có một thử thách dành cho mình. Một chuỗi thử thách dành cho hai người tham gia buổi livestream. Ai thắng nhiều round hơn thì sẽ thắng cái thử thách này. Một chuỗi thử thách lận nhé mọi người. Và thử thách đầu tiên của mình sẽ là tạo dáng chụp hình bằng điện thoại, sau đó dùng tính năng chia sẻ nhanh để vẽ thêm hình ảnh của người còn lại bằng chiếc Tab S7 FE và S Pen. Ôi, nghe có vẻ là một cái thử thách khá giống với những công việc hàng ngày của Duy, thì không biết là Duy có thể đưa ra một vài những cái tip nào đó để cho gọi là Quỳnh có thể học mod không? Tại vì hình như cái này mình cũng chưa trải nghiệm bao giờ. Đây cũng là một cái thử thách có thể nói là khá là khoai cho mình ấy, bởi vì mình không phải là một người vẽ đẹp. Đấy, từ bé đến giờ là vẽ là chỉ vẽ đẹp nhất là vẽ hình người que thôi. Nhưng mà thôi, nếu như đã có thử thách thì tại sao không nhỉ? Với chiếc Buds Pen ở đây thì mọi người đều biết rồi, từ trước đến nay Samsung rất là nổi tiếng với Buds Pen là có thể nhận diện được rất nhiều lực bấm khác nhau, cảm giác viết vẽ như kiểu là chúng ta đang vẽ trên giấy thực thụ ấy. Thế thì thôi, hôm nay thì mình và Quỳnh sẽ thử demo luôn cho mọi người. Đã lỡ là không được gặp nhau trực tiếp thì coi như là chúng ta chụp cái hình và vẽ lại người đối diện như là một cái món quà kỷ niệm nhỉ, đúng không? Ok. Bây giờ thì chúng ta sẽ sẵn sàng nha. Từ từ bình tĩnh ạ. Ok. Bây giờ mình sẽ chụp ảnh bằng điện thoại đúng không?
sau đó mình sẽ mở chưa, mở chưa? Selfie bằng điện thoại trước này. Đi mở chưa? Đây đây, mình đến 1, 2, 3 bắt đầu sẽ làm động tác selfie nhá. Nào, 1, 2, 3. Đó, ok, bây giờ mình và Quỳnh sẽ cùng bắt đầu selfie này. Rồi. Đó. Xong. Rồi, Quỳnh đã xong hình selfie chưa? Xong. Rồi, chúng ta sẽ cùng nhau chia sẻ sang chiếc Galaxy Tab F7 SE này. Mình đã chuyển xong rồi đây, rất là nhanh thôi. Rồi, ok. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau thử thách nha. Bây giờ mình sẽ, bọn mình sẽ vẽ mặt của nhau lên trên cái tấm hình này này. Rồi. Nhưng mà kỷ niệm này thì có vẻ là Quỳnh sẽ hơi giật mình một tí vì khả năng hội họa của mình. Rồi. Rồi. Wow, mọi người thấy không? Cái nét vẽ mà mình vẽ ở trên chiếc Tab F7 SE này thì chiếc bút S Pen nhận diện từng lực bấm nhá. Ví dụ như mình vẽ tóc này, mình vẽ nhẹ thì sẽ ra một nét nhẹ này, mình vẽ mạnh sẽ ra một nét mạnh này. Đó. Đây là một cái mà mình rất là thích này. Rồi. Đó. Ngày xưa thật ra là mình cũng rất là thích vẽ nhưng mà lâu lâu nó không vẽ. Không kiểu vẽ nhiều ấy, không biết là vẽ có được không, mà chắc cũng không thua gì lắm đâu. Mình cũng rất là thích vẽ cho đến khi mình nhìn được những cái bức vẽ của mình vẽ ra này. Ủa, nhưng mà phải công nhận đấy mọi người là trải nghiệm viết vẽ trên bút S Pen phải nói là có 102 đấy. Chết rồi, như này thì có đủ nhận ra là Quỳnh không ta? Thì mình nốt thêm chữ đây là Quỳnh mà cho chắc nhỉ. Đây là Quỳnh. Ok, sắp xong rồi nhé mọi người, sắp xong rồi. Cho Quỳnh thêm chút má hồng nhỉ. À, ok. Mọi người hoàn toàn có thể đổi được cái màu sắc của cái nét bút này, màu sắc của những cái mà mọi người muốn vẽ thì có thể tùy chỉnh được rất nhanh và mượt mà ở trên chiếc Tab F7 SE. Rồi, mình nghĩ là mình cũng hoàn thành rồi đấy. Em không biết là Quỳnh đã xong chưa nhỉ? Thì cũng xong rồi sao ạ? Ok, bây giờ thì mình và Quỳnh sẽ cùng nhau đưa cái hình ảnh ra trước livestream để các bạn khán giả có thể thấy. Mình cũng hơi bị lo một chút, không biết là Quỳnh đã sẵn sàng chưa nhỉ? Sẵn sàng ạ. Nào, mình đến 1 đến 3 nhá. Nào, 1, 2, 3. Tê. Đoạn này sẽ để cho các bạn khán giả đang xem livestream tự phân định xem bọn mình ai thắng ai thua. Nhưng mình nghĩ là phần thắng chắc chắn là không thuộc về mình rồi. Hy vọng là Quỳnh nhìn qua bức hình này thì cũng có thể phần nào nhận ra được đây là bạn của Quỳnh. Ok, nhưng mà thật ra là em vẽ cái này xong em cũng mong là Duy khi mà nhìn tấm hình này có thể nhận ra đây là mặt của Duy nữa nhá. Mà em còn không có chú thích cơ. Nhưng mà mình và Quỳnh thì cũng chắc chắn là phải đồng ý với nhau, đấy là cái trải nghiệm viết vẽ trên bút S Pen thực sự phải nói là rất là xịn. Nếu như những bạn nào mà có cái khả năng hội họa ấy, thì hoàn toàn có thể sử dụng bút S Pen để vẽ ra được những cái tấm hình với giá trị nghệ thuật nó rất là cao. Cao hơn hai đứa mình gộp lại là cái chắc rồi. Rồi, và sau round 1 thì đấy, mới chỉ có ngồi vẽ thôi mà thấy cũng khá là mất sức rồi. Bây giờ thì mình sẽ check sơ comment của mọi người xem là mọi người đang comment gì nha. À, mình để ý là có rất nhiều các bạn đang hỏi về mini game mà mình có hứa ở đầu buổi livestream. Anh ơi, mini game đâu rồi? Xong hóng quà của hôm nay quá. Rồi, vậy thì bây giờ sẽ là cái mini game dành riêng cho các bạn khán giả đang xem livestream. Thì đây sẽ là một cái trò chơi cũng rất là đơn giản thôi, nhưng mà phần quà thì sẽ cực kỳ giá trị. Câu hỏi của mini game này nó sẽ giống so với phong cách mọi người có biết Vua Tướng Việt không? Đó, thế nên mọi người sẵn sàng chuẩn bị giấy bút nha. Câu hỏi của chúng ta sẽ chính là tất cả các sản phẩm trong hệ sinh thái của Galaxy được kết nối và đồng nhất và quản lý qua ứng dụng nào? Thì mọi người hãy giúp mình sắp xếp những cái ký tự
ở trên màn hình thành một đáp án chính xác. Đó, sau đó thì mọi người chỉ cần comment cái cú pháp là hashtag hệ sinh thái Galaxy được đồng nhất và quản lý qua kèm theo đáp án của mọi người và cùng với số may mắn từ 1.000 cho đến 9.999. Mọi người đừng quên là cái bước thứ hai cũng rất quan trọng là hãy share cái livestream này ở chế độ công khai trên Facebook nha. Và nếu như mọi người may mắn có cái số dự đoán trùng với số của ban tổ chức thì mọi người sẽ nhận được ngay một chiếc Galaxy Buds 2. Đó, một cơ hội rất là tốt để mọi người có thể có được một sản phẩm trong hệ sinh thái của Samsung Galaxy. Một cái tai nghe mà mình đang đeo đây, mình và Quỳnh đeo và trò chuyện với nhau nãy giờ, mọi người thấy được là nó rất đẹp và cực kỳ thời thượng. Đơn giản đúng không? Đó, mình thấy là bên phần comment đã có một số bạn đã có cái đáp án chính xác rồi. Thế nên là mọi người đừng quên là hãy comment, hãy chia sẻ, hãy chơi ngay bây giờ nha. Đó. Ở đây thì Quỳnh cũng đọc được một cái comment khá là thú vị là chị Quỳnh có thể chia sẻ bí quyết giữ dáng như một người mẫu được hay không? Thì thật ra thì câu hỏi này là một trong số những câu hỏi mà Quỳnh được gặp rất là nhiều. Thì chắc chắn điều đầu tiên ấy, để mà có được một cái vóc dáng thật là ổn áp thì mọi người chắc chắn là phải hiểu đến hiểu cơ thể của mình và biết được rằng là cơ thể của mình đang mập này, đang gầy này, hay là đang bình thường, hoặc là mình đang cần tăng cơ hay là mình cần phải giảm mỡ, thì để mà điều chỉnh cho nó hợp lý hơn. Và Quỳnh nghĩ rằng là các bạn nữ, hoặc là không chỉ các bạn nữ đâu mà cả tất cả các bạn nam nữa, thì cần phải yêu cái cơ thể của mình trước khi mà mọi người bắt đầu một quá trình tập luyện nào đó. Thì đó là về tâm lý nhá. Còn về tập luyện thì để mà giảm cân ấy, mọi người nên tập cardio, và đó là cái cách mà Quỳnh sử dụng hàng ngày. Và Quỳnh nghĩ rằng là đây là một cái phương pháp mà rất là cần thiết để mà mình có thể có được lại những cái thân hình như mà mình mong muốn. Và có một cái chia sẻ của Quỳnh và Quỳnh cực kỳ là muốn chia sẻ với mọi người ngày hôm nay, đó chính là khi mà mỗi một khi mà Quỳnh tập cardio ấy thì Quỳnh luôn luôn có em Galaxy Watch 4 Series và ngay bên cạnh mình đây, như cái chiếc đồng hồ mình đang đeo ở trên tay từ đầu đến giờ đây. Mà Quỳnh nghĩ rằng là tất cả mọi người thì cũng đều đã để ý cái chiếc đồng hồ này của mình từ đầu đến giờ rồi. Thì Quỳnh cảm thấy rằng là chiếc Galaxy Watch 4 Series này đối với mình không chỉ là một món đồ thời trang này, mà nó còn có một rất là nhiều những công dụng khác nhau. Và có thêm một cái điểm nữa mà mình cảm thấy là mỗi một lần khi mà mình sở hữu em nó, mình sử dụng em nó thì giống như là mình đang có một cái người PT chăm sóc sức khỏe cho mình mỗi ngày vậy. Và em nó với những cái tính năng như là phân tích thành phần cơ thể này, giúp bạn hiểu rõ được sức khỏe của bản thân chỉ trong 15 giây thông qua 7 chỉ số sức khỏe quan trọng. Thì những cái điều đó giúp Quỳnh có thể lập cái kế hoạch tập luyện và chăm sóc cho cái cơ thể của mình nó một tốt hơn. Và ngoài ra thì ở cái thời điểm mà work from home như thế này thì mình có một cái ấn tượng, cực kỳ ấn tượng của mình khi mà cái sản phẩm này mới ra mắt. Đó chính là cái cảm biến giúp mà đo nhịp tim, nồng độ oxy trong máu và SpO2. Như mọi người đã từng biết ấy, là thường anh đến mà mình muốn đo những cái đó thì mình cần phải mua một cái thiết bị nào đó ở ngoài. Nhưng mà không, với em khi mà mình sở hữu em Galaxy Watch 4 Series này thì tất cả mọi thứ đó mình đều được cung cấp. Và mình cảm thấy rằng là đây là một trong số những cái tính năng vô cùng hữu ích để mà mình có thể theo dõi được cái sức khỏe của mình này. Và mình không bị gọi là tự hù dọa bản thân khi mà trong cái mùa dịch nó rất là nhạy cảm như thế này. Đó, cũng chia sẻ với Quỳnh một chút này, đấy là trong cái đợt dịch work from home ấy thì mình cũng đã tự có một cái liệu trình giảm cân đó. Mọi người có thể xem livestream, ai đã follow mình thì đều biết là mình đã thon gọn hơn hẳn đúng không? Mọi người nhìn mình như này là đã sụt được rất rất nhiều cân rồi. Và cái liệu trình đấy sẽ không thể thành công được nếu như mà không có sự trợ giúp của chiếc Watch 4 này. Đó, đây là một trong những cái đúng như Quỳnh nói là PT tại gia. Thì đối với cá nhân mình nhá, thì mình với công việc của một reviewer này, một content creator ấy, thì mình cái quỹ thời gian của mình rất là hạn hẹp. Đa phần thời gian thì mình sẽ phải lên ý tưởng video, mình sẽ phải quay video, mình sẽ phải gặp gỡ đối tác này. Do đó thì cái thời gian để mà đến những cái phòng tập hay tập thể dục thì gần như là không có. Thế nên là việc có một chiếc Galaxy Watch 4 này, phía bên trong có tận 95 bài tập các đa dạng khác nhau, tất cả mọi bộ phận trên cơ thể nhá, từ chân, từ tay, từ cơ bụng, cơ mặt, cơ chân, cơ tay các thứ, thì chiếc Watch 4 này hoàn toàn có để mà mình có thể tự động tập thể dục tại nhà. Thì đây là một trong những điểm mà mình cảm thấy rất là hay, vừa là một cái đồng hồ rất thời trang, thiết kế rất đẹp mà lại vừa có rất nhiều bài tập thể dục đa dạng, thì là một trong những cái mà mình rất là bất ngờ khi mà cá nhân mình được trực tiếp trải nghiệm chiếc Galaxy Watch 4.
Và còn bất ngờ hơn nữa, không biết là trong cái đợt dịch work from home thì mọi người có gặp phải cái tình trạng là chúng ta lười tập thể dục không? Đó, cứ một hôm chúng ta muốn cho cơ thể được nghỉ ngơi, chúng ta lười biếng một tí, xong hôm này hôm kia lại kéo dài ra và khiến cơ thể chúng ta tự nhiên là thiếu đi sự luyện tập này, nó yếu hơn này, béo lên này, rất nhiều những cái hệ lụy liên quan đến việc là chúng ta không tập thể dục. Thì ví dụ như là ngày hôm nay này, mình đã có một người bạn là Quỳnh này, một người tập thể dục này, cardio rất thường xuyên. Và với cái tính năng thử thách nhóm của Galaxy Watch 4 ấy, thì mình vừa có thể tập luyện thể dục, mình vừa có thể theo dõi quá trình luyện tập của Quỳnh này, của những bạn người bạn của mình, xem hôm nay họ đã tập những gì, họ đã đi được bao nhiêu bước chân này. Và nó như là một cái, nó tự giúp cho mình cảm thấy là à, mình phải tập thể dục chăm hơn, mình phải tập thể dục đều đặn hơn. Watch 4 nó đang nhắc mình như vậy thì đương nhiên rồi, hôm nay không thể nghỉ được nữa, mình sẽ phải đứng lên và tập thể dục luôn vào ngày, đúng không? Thì nó vừa là một cái ganh đua giữa bạn bè rất là vui vẻ, mà nó vừa là một cái sự đốc thúc để giúp chúng ta sống khỏe hơn và tập thể dục nhiều hơn hàng ngày. À, Duy ơi, ban tổ chức lại vừa mới thông báo là bây giờ mình và Duy sẽ lại tiếp tục đến với round 2 của thử thách lần này. Và yêu cầu lần này của ban tổ chức đưa ra đó chính là thử thách nhóm. Trước khi tham gia thử thách này thì cả hai sẽ đo BIA để xem các chỉ số cơ thể bằng chiếc Galaxy Watch 4. Và sau đó thì cả hai sẽ cùng làm thử những động tác ở mức độ dễ, trung bình, khó theo 95 bài tập trên Watch 4 series. Ví dụ như là nhảy dây này, chạy bộ này, cập bụng này, hoặc là nhảy giang tay giang chân. Ai thực hiện được nhiều động tác nhất và đốt được mức calo nhiều nhất thì sẽ là người chiến thắng trong thử thách lần này. Wow, lâu lắm rồi mình mới tham gia một cái buổi livestream mà lại có nhiều những cái thử thách như thế này. Vừa chưa hết thử thách lúc trước thì đến bây giờ là đã phải đứng lên để vận động rồi. Nhưng mà ok, không sao, riêng về tập thể dục ấy thì challenge accepted. Đấy, đợt, nguyên đợt work from home là mình đã tập thể dục rất là nhiều rồi, đã rất là sẵn sàng để cùng Quỳnh tham gia cái mini game lần này. Nhưng mà trước khi bọn mình đến với cái mini game thứ hai, một cái mini game có thể nói rất là nặng đô, thì mọi người cũng đừng quên nhá là đang có một mini game dành riêng cho các bạn khán giả đang xem livestream. Mọi người đừng quên là cái phần thưởng rất là hấp dẫn, đấy là một chiếc Galaxy Watch 2 giống như mình đang đeo ở đây. Đó, các mọi người chỉ cần tham gia rất đơn giản thôi. Bước 1 là hãy share livestream ở chế độ công khai kèm theo hashtag là hệ sinh thái Galaxy như mình đang hiện ở trên màn hình này. Bước 2 là mọi người comment theo câu trả lời đúng theo cú pháp hashtag hệ sinh thái Galaxy được đồng nhất và quản lý qua kèm đáp án của mọi người. Cái đáp án mà sắp xếp lại cái chữ cái mà đang hiện trên màn hình ấy và cùng với 4 chữ số may mắn. Một khán giả nào mà trả lời chính xác này, làm đầy đủ các bước này và có số may mắn giống với số may mắn của ban tổ chức thì mọi người sẽ có cơ hội nhận được chiếc tai nghe xinh xắn vào thời điểm này. Đó, rất đơn giản đúng không? Thế này mọi người đừng quên là hãy làm ngay bây giờ đi, vì cơ hội là chia đều cho tất cả mọi người mà. Rồi, có lẽ thì bây giờ mình và Quỳnh sẽ đứng lên và phía bên kỹ thuật có thể giúp em chuyển camera sang một cái góc để bọn em có thể thi đấu thể dục với nhau không ạ? Bây giờ thì mình và Quỳnh sẽ cùng nhau đo thành phần cơ thể trước này để xem là trước và sau bài tập thì sẽ khác biệt như thế nào. Ủa, nhận diện được đúng luôn chiều cao cân nặng của mình này. Bây giờ bắt đầu đo nhé. Rồi, của mình đang đo, chuẩn bị gần xong này. Rồi, đây là mọi người thấy là đang đo được tỷ lệ mỡ trên cơ thể của mình này. Rất nhiều thông tin này, cân nặng, cơ xương, nước trong cơ thể này, calo này. Đó, bây giờ bọn mình sẽ cùng nhau bắt đầu thử thách luôn. Và với cái bài tập này, cái bài tập mọi người thấy là trong chiếc watch thì có rất nhiều bài tập khác nhau nhá. Cực kỳ nhiều. Và mình và Quỳnh thì sẽ cùng nhau đây, mọi người có thể chọn được này. Hơn 95 bài tập mà. Và mình sẽ cùng nhau thử thách với nhảy giang tay chân với 3 hiệp và 10 lượt này. Quỳnh đã sẵn sàng chưa ạ? Ok, sẵn sàng. Chúng ta sẽ cùng bắt đầu nha. Rồi, mình sẽ bắt đầu bước vào vị trí này.
Nào ok nào, 1, 2, 3. Thấy à? Chưa bao giờ mình lên sóng live stream là phải đứng tập thể dục live stream như thế này. Các bạn khán giả thấy là bọn mình đang tập, có thể đó là cực kỳ mệt đấy. Và ngay ở trước Watt cũng sẽ báo là khi chúng ta hoàn thành xong một set tập thì cũng sẽ báo chúng ta nghỉ ngơi một chút này. Đó. Hết ra một chưa? Mình sẽ làm 3 round luôn đúng không? Mình cũng vừa mới hết round 1 xong. Giờ bọn mình sẽ nghỉ ngơi một chút này. Và mình và Quỳnh sẽ tiếp tục với round thứ 2 khi mà Trương Watt sẵn sàng. Ok, chuẩn bị với round thứ 2 này. Ok. Bắt đầu. Wow. Những cái bài tập như này mình nghĩ là đối với Quỳnh là tập hàng ngày rồi, còn mình thì đúng thật là hôm nay bắt đầu đứng ra để tập. Không, mình nghĩ là nếu mà sức của con trai thì sẽ phải gọi là nó là ổn định hơn gái chứ nhỉ. Nghe câu đấy xong là mình biết là từ giờ hàng ngày mình sẽ phải tập cái Watt 4 rồi. Báo là đang nghỉ ngơi round thứ 2 này. Chúng ta vẫn sẽ còn một round nữa. Và mình đã giãn rời tay chân rồi đấy. Bên Quỳnh đã sẵn sàng cho round cuối chưa? Ok. Nào, mình vào round cuối luôn nha. Rồi, phía bên mình đã hoàn thành xong. Bây giờ sẽ đến lúc mà chúng ta cùng nhau so xem cái kết quả tập luyện sẽ như thế nào. Đây, có báo mình số calo và nhịp tim hiện tại rất là đầy đủ luôn. We are young, we are bold, we are strong.
Và thế là Quỳnh cùng với Duy vừa mới hoàn thành xong thử thách của round 2. Và thật sự thì để mà nói là so sánh với cả việc mà mình đi ra ngoài phòng tập này hay là mình chạy bộ ngoài thì thực sự là cái bài tập này nó cũng khiến cho mình cảm thấy là gọi là khá là hiệu quả đối với cái cơ thể của mình. Tại vì tập xong thì mình cảm thấy là nhịp tim của mình nó cũng thay đổi này, và cái số calo mình đốt được ấy thì mọi người cũng có thể thấy là nó đã hiện ở trên chiếc Galaxy Watch 4 của mình. Và từ nãy đến giờ thì chúng mình đã có làm việc rồi này, có tập luyện rồi này. Thế thì bây giờ thì tất nhiên là phải bước sang một cái mục khác, đó chính là mục giải trí, phải không? Tại vì là cái livestream của mình là cái chủ đề là làm siêu yêu mình mà. Thường thì Quỳnh sẽ tìm đến những cái cách giải trí như là nấu ăn. Yeah, tại vì là như mọi người cũng biết đấy, mùa dịch vừa qua thì Quỳnh từ một người mà phải nói là thật sự chưa bao giờ vào bếp bao giờ thì cũng đã phải tự mình đi vào bếp, tự mình học những cái món ăn ở trên mạng. Và thông thường thì mình cảm thấy được rằng là khi mà mọi người trải qua được một cái ngày dài căng thẳng mà cái việc mà mình đi vào bếp ấy nó sẽ khiến cho mình cảm thấy relax hơn rất là nhiều, và mình có thể tận hưởng những cái món ăn của mình cảm thấy enjoy hơn. Và đây mình nghĩ rằng là nó giống như là một cái cách mà tự chữa lành cho chính bản thân của mình vậy. Thường thì mình sẽ xem các cái tutorial ở trên tab, sau đó thì mình có thể học cách nấu theo bằng cách là mình take note lại những cái công thức này. Và có một cái điều mà Quỳnh thường xuyên sử dụng đó chính là mình sử dụng cái tính năng chia đôi màn hình của chiếc tab SOFE. Và ok, thì bây giờ thì mình có thể làm mẫu cho mọi người xem trước nhé. Đây, ví dụ nhé. Mình sẽ lên xem một cái clip ở trên YouTube chẳng hạn. Đây, ví dụ như là clip nấu ăn đi. Đó, thì như mọi người có thể thấy là hiện tại mình đang xương đúng không? Nhưng mà mình cần kéo qua như thế này. Đó, sau đó thì kéo ứng dụng qua đây. Đó, thì lúc đó thì mình đã có thể chia đôi màn hình ra được rồi. Và bên này thì mình có thể xem clip này, bên này thì mình cũng có thể dùng S Pen để mà mình có thể take note ra một vài những cái công thức hoặc là những cái lưu ý dành cho mình. Thì đó là cách mà Quỳnh sử dụng chiếc tab S7FE cho mục đích giải trí. Và Quỳnh nghĩ rằng là khi mà mình sử dụng những cái tác vụ như thế này thì mình thậm chí mình còn có thể ghi âm lại nữa cơ. Thì đó là một trong số những cái điểm mà mình cảm thấy là gọi là vô cùng là ấn tượng với chiếc tab S7FE và chiếc S Pen này. Kèm theo đó là mình có thể sử dụng chiếc tai nghe Buds 2. Khi mà mình nghe như thế này thì cảm giác giống y chang như là mình đang ở trong cái lớp học nấu ăn ấy. Quỳnh có biết là vì sao cảm giác nó giống hệt như mình đang ở trong lớp học nấu ăn không? Đấy chính là bởi vì cái chiếc tai nghe Buds 2 này đã có cái chất âm chuẩn studio với loa hai chiều này, cân bằng âm thanh trọn vẹn từ giải âm bass trầm cho đến âm bổng mượt mà ấy. Và nói về phần âm thanh nha, thì không chỉ riêng gì Buds 2 được Samsung tùy chỉnh rất là kỹ lưỡng về âm thanh, mà cả chiếc tab S7FE ở đây thì cũng được hỗ trợ từ phía AKG đã tinh chỉnh cho cái loa của chiếc tab S7FE. Nghe nó rất là hay với công nghệ Dolby Atmos, âm thanh vòm này, trải nghiệm phải nói là rất là hoàn hảo. Kể cả khi chúng ta nghe nhạc hay chơi game hay xem phim thì cái loa Dolby Atmos của AKG ở đây ấy, thì sẽ cho chúng ta có một trải nghiệm có thể nói là thỏa mãn cả phần nghe và phần nhìn nữa. Và Quỳnh có một cái chia sẻ là Quỳnh tin rằng là khi mà mình có cái thói quen nấu ăn tại nhà thì cái việc đó nó sẽ giúp cho mình phải gọi là cái việc duy trì cân nặng của mình và duy trì cái vóc dáng của mình nó trở nên dễ dàng và hiệu quả hơn. Thì khi mà mình tập luyện này thì mình đã có em Watch 4 này lo như là một người PT gọi là kè bên cạnh mình. Thì để mà đo được cái mức độ calo mình đã tiêu thụ thì với những cái tác vụ như vậy của em Tab S7FE thì nó cũng sẽ giúp cho mình gọi là kiểm soát được cái năng lượng mà mình nạp vào trong cơ thể của mình. Thì từ đó thì mình có thể tính được là cái năng lượng mình tiêu hao và cái năng lượng mình nạp vào nó có đủ để khiến cho mình một duy trì mức cân nặng như bây giờ hay không, và hai là mình có thể giảm cân được hay không. Thì mình cảm thấy được rằng là thực sự đây là một cái hệ sinh thái thực sự rất là tuyệt vời. Mình lại vừa nhận được thông báo từ ban tổ chức Quỳnh ơi là chúng ta sẽ lại tiếp tục có thêm một cái thử thách nữa để khuấy động chương trình livestream ngày hôm nay. Và cái thử thách này thì mình nghĩ sẽ lợi thế hơn rất là nhiều cho Quỳnh rồi.
thì bên ban tổ chức sẽ gửi cho chúng ta một cái video tutorial ngắn về nấu ăn, một món ăn rất là healthy. Cái này thì chắc là cái món ăn hàng ngày của Quỳnh rồi. Và chúng ta sẽ sử dụng chiếc Tab S7 FE chia đôi màn hình và vừa xem video vừa dùng bút S Pen để mà ghi chú lại. Đó, để xem ai sẽ là người ghi chú được nhiều hơn và đầy đủ hơn. Cái này thì chắc chắn là mình thua rồi, vì với một vừa là diễn viên vừa là người mẫu cardio ăn kiêng ăn healthy liên tục như Quỳnh thì có khi không cần xem là cũng biết luôn cái món đấy là món gì rồi. À, thật ra thì Quỳnh cũng chưa chắc đâu, tại vì để mà nói là nấu ăn ấy thì Quỳnh cũng giống như là một người mới ở trong cái lĩnh vực này thôi, cho nên là những cái việc là mình phải nấu như thế nào đó thì Quỳnh cũng chưa hẳn là một người mà có thể gọi là chắc ăn thắng, chắc được cái phần thắng đâu. Nhưng mà ok, dù sao thì đã tham gia thử thách thì mình cũng sẽ cố gắng hết sức để mà mình có thể chiến thắng được Duy chẳng hạn. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ vào thử thách thứ 3 nha. Ok. Wow. Chưa, bắt đầu nha. 3, 2, 1. Bây giờ mình và Quỳnh sẽ cùng nhau xem một video hướng dẫn. Đây là nấu món bánh chuối à, bánh chuối healthy. Đó, và để xem hai đứa mình sẽ ai sẽ là người ghi được lại nhiều những cái nguyên liệu hơn và cách làm hơn. Mình sẽ đếm ngược nha. Nào, 3, 2, 1, cùng xem nha. Bắt đầu. Mình đã ghi chú được rất là nhiều, có vẻ có đủ thắng Quỳnh không đây? Rồi, clip của mình đã hết. Thì mình sẽ chuyển hết tất cả những cái phần mình vừa viết ra thành chữ dạng văn bản này. Đó, mọi người thấy là mặc dù chữ của mình rất là xấu nhưng mà phần mềm của Samsung cũng đã có thể giúp mình nhận diện ra được gần như là toàn bộ tất cả những cái gì mình viết. Thì không biết là phía bên của Quỳnh thì Quỳnh ghi ra được bao nhiêu nguyên liệu nhỉ? Để đếm xem nào, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 nguyên liệu. Chắc là vẫn thiếu. 1, 2, 3, 4, 5. Sao mình chỉ ghi được có 5 nhỉ? Đấy mà, mình đã nói trước là chắc chắn là cái phần thi này là mình sẽ thua rồi. Tại vì mình không thể nào mà đấu lại được một người thường xuyên ăn healthy như Quỳnh đúng không? Thì thật ra thì lúc mà Quỳnh xem cái này mình giống như kiểu như là cái não của mình nó cũng được chia đôi ra luôn ấy, là một phần mắt của mình nhìn ấy, xong rồi phần kia còn lại của mình thì cứ ghi, nói chung là mọi cái thao tác của mình thì đều rất là nhanh và rất là tiện lợi, nên mà mình thấy là giống như kiểu gọi là một cái cách mà học nhanh hơn khi mà lúc mà mình còn đang ở ghế nhà trường ấy, nên là mình cảm thấy rằng là đó là cũng là cái lý do vì sao mà Quỳnh ghi nhanh hơn thôi. Tại vì thật ra cũng một phần nữa là bởi vì là những cái món ăn này thì Quỳnh cũng thỉnh thoảng cũng có sử dụng, đương nhiên là không thường xuyên nhưng mà thỉnh thoảng cũng có sử dụng cái này, cho nên là cũng biết một phần khá trộm vía. Rồi vậy là sau 3 round thì có lẽ là các bạn khán giả đang xem livestream thì cũng biết ai là người thắng cuộc trong chương trình ngày hôm nay rồi. Thì rất cảm ơn phía bên ban tổ chức đã có thể mời được đến đây một khách mời cực kỳ thú vị và đã cùng mình trải qua tới tận 3 mini game nghe thì rất là nhẹ nhàng nhưng có thể nói là toát cả mồ hôi hột. Và mọi người cũng đừng quên ấy là đang có một mini game dành riêng cho các bạn đang xem livestream với phần thưởng là một chiếc Galaxy Buds 2. Nếu những ai mà chưa tham gia thì mọi người nhớ là hãy tham gia ngay bây giờ nha. Nếu những ai chưa tham gia thì mọi người hãy nhớ là tham gia ngay bây giờ nha. Cơ hội là chia đều cho tất cả mọi người. Ngoài ra ấy, thì món ngon để sau cùng, một cái tính năng mà mình đã phải để dành tới tận cuối video, cuối cái livestream ngày hôm nay để mà chia sẻ với mọi người, đấy chính là tính năng Samsung Deck. Một cái tính năng mà mình nghĩ là song song với bút S Pen làm nên cái sự tuyệt vời của những sản phẩm đến từ Samsung Galaxy. Mọi người chỉ cần đơn giản là với một cái nút bấm thôi là mọi người có thể biến đổi cái giao diện của điện thoại này hay là của máy tính bảng trở thành giao diện của một chiếc laptop, của một chiếc máy tính thực thụ. Đối với những chiếc điện thoại nhá, mọi người có thể kết nối chỉ bằng một sợi cáp đưa ra màn hình lớn là cái giao diện không khác gì giao diện máy tính, kết nối chuột với bàn phím cực kỳ đơn giản và dễ dàng. Còn đặc biệt hơn với chiếc Galaxy Tab S7 FE, mọi người còn có thêm một cái phụ kiện nữa, đấy chính là cái bàn phím mà mình đang cầm ở đây gắn vào dưới cái nam châm của chiếc Tab S7 FE cực kỳ đơn giản và dễ dàng này. Đây, mọi người nhìn mình gắn nhá, nó rất là easy thôi.
Đó, với cái nam châm đằng sau này vừa giúp chúng ta có một cái đế dựng như thế này, làm việc không khác gì laptop này, vừa giúp chúng ta có thể có một cái bàn phím hoặc nghe tiếng mình gõ rất là sướng đúng không? Bàn phím gõ rất là đầy đủ giống như một cái máy tính nhá, và còn có thêm một cái bàn di chuột nữa thì nó vừa giúp chúng ta có một trải nghiệm của một chiếc tablet tiện lợi này, mà vừa giúp chúng ta có được giao diện như là chúng ta đang sử dụng một chiếc laptop. Thì đây là một trong những điều mà mình nghĩ là các bạn sẽ chỉ có thể trải nghiệm được khi mà chúng ta sử dụng những sản phẩm đến từ Samsung Galaxy, mà chưa kể là còn có thêm Bullet Pen nữa. Thì đây sẽ là một combo cực kỳ hoàn hảo để dành riêng cho mình, cho các bạn và cho những người năng động và cá tính như Quỳnh. Thêm một cái tip cuối cùng đặc biệt cực kỳ hay cho những bạn nào mà đang sử dụng rất nhiều sản phẩm đến từ Samsung Galaxy là với chiếc Watch 4 mà mình đang đeo ở đây, không chỉ giúp chúng ta đeo lên tay nhìn rất là thời trang, rất là thời thượng, không chỉ giúp chúng ta có thể theo dõi được sức khỏe, mà còn có thể sử dụng như một cái công cụ thông minh hỗ trợ rất nhiều những cái tác vụ khác nhau trong cuộc sống hàng ngày. Ví dụ nhá, các bạn nghĩ sao nếu như mình nói là mình có thể sử dụng chiếc Watch 4 để mà trình chiếu, để mà điều khiển cái slide PowerPoint. Đó, đây là một cái tính năng rất là hay bởi vì chiếc Watch 4 chạy Wear OS của Google. Thế nên mọi người sẽ có thể tiếp cận được với một kho ứng dụng cực kỳ lớn. Trong đấy thì có một cái app là Samsung PowerPoint Controller. Mọi người chỉ đơn giản là cài đặt cái app đấy và sử dụng qua kết nối Bluetooth với điện thoại đang mở slide trình chiếu ấy, là chúng ta sẽ có thể sử dụng đồng hồ để mà điều khiển. Đó, đây là một tính năng có thể nói là cực kỳ tiện lợi và rất là thời trang nha. Đứng này điều khiển PowerPoint bằng đồng hồ thì cực kỳ ngầu đúng không? Rồi, từ nãy giờ thì mình nhìn livestream thì chúng ta đã đồng hành được với nhau một khoảng thời gian rất là lâu rồi, và mình rất là vui khi đến tận cuối livestream mà mọi người vẫn ở lại, vẫn đồng hành cùng mình với cả Quỳnh trong xuyên suốt buổi livestream ngày hôm nay về những cái sản phẩm đến từ Samsung Galaxy. Thì một lần nữa cảm ơn mọi người rất là nhiều, khi mình biết là thời gian của mỗi người có hạn nhưng mọi người vẫn ở lại đây, vẫn cùng mình và Quỳnh giao lưu với nhau trên cái livestream này thì thực sự phải nói là rất là đáng quý. Và Quỳnh thì cũng vô cùng là vui khi mà ngày hôm nay được cùng với Duy ở đây và được livestream cùng với những khán giả, và cũng cảm ơn tất cả khán giả rất là nhiều vì là mọi người đã theo dõi cả Quỳnh và Duy cũng như là hệ sinh thái Galaxy cho đến giây phút cuối cùng này. Và mình cũng rất là cảm ơn mọi người vì đã xem chúng mình từ đầu buổi livestream để mà chúng ta có thể học cách làm siêu yêu mình. Và cảm ơn mọi người vì đã đón xem lập độ livestream với chủ đề là chốt sổ mục tiêu làm siêu yêu mình của mình và Duy Thẩm ngày hôm nay nhé. Và Quỳnh mong muốn rằng là sẽ được có thể được gặp lại mọi người trong khoảng thời gian sớm nhất. Và chúc mọi người một ngày mới vui vẻ, và hãy tin mình đi là mọi người chắc chắn nên sở hữu cho mình một hệ sinh thái Galaxy, bởi vì mọi người chắc chắn sẽ không bao giờ có thể thất vọng vì cái khả năng và những cái hiệu năng mà nó mang lại cho mình đâu. Rồi, chúc mọi người sớm tìm được những sản phẩm ưng ý đến từ hệ sinh thái của Samsung Galaxy nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại mọi người, hẹn gặp lại Quỳnh trong những buổi livestream tiếp theo. Bye bye, bye bye mọi người. Bye bye.